Mình xin chào các bạn nhé. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Cường, mình là giám đốc của công ty laptop Việt Quỳnh. Ở bên mình chuyên phân phối laptop cũ, bạn nào mà có nhu cầu thì gọi điện cho mình hoặc inbox Zalo cho mình theo số điện thoại là 0934669689. Mình sẽ gửi ảnh, cấu hình, chi tiết và giá từng sản phẩm để cho các bạn lựa chọn. Bạn nào ở gần trong khu vực Hà Nội thì các bạn có thể là qua trực tiếp địa chỉ bên mình để các bạn xem máy và kiểm tra máy đấy và test máy, và qua trực tiếp bên này nhân viên mình sẽ tư vấn cho các bạn là nên dùng loại nào cho nó phù hợp với công việc của các bạn. Hoặc nếu bạn nào ở xa thì các bạn cứ inbox cho mình sẽ tư vấn cho các bạn qua Zalo để các bạn lựa chọn. Các bạn chọn máy, mạng máy ok thì bên mình có ship tận nơi. Đấy, bên mình vẫn xuất hàng cho tất cả các tỉnh thành cả nước như Đồng Nai, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là tất cả các nơi bên mình đều có ship tận nơi. Các bạn nhận hàng, mở máy ra kiểm tra giống như trong hình ảnh và không rơi vỡ đập gì cả, máy hoạt động bình thường thì các bạn nhận hàng cho mình nhá. Bên mình thì có tất cả các cái mã máy phù hợp với các công việc của từng công việc của các bạn một. Như là mình có các cái mã máy từ 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu đến 10 triệu. Đấy. Thì là bạn nào có nhu cầu và theo tính chất công việc như thế nào thì các bạn cứ inbox cho mình sẽ tư vấn cho các bạn lấy cái mã máy nó phù hợp. Còn máy bên mình ấy thì mình đảm bảo với các bạn luôn là bên mình chỉ bán máy zin, không bán máy sửa chữa. Riêng main là mình khẳng định bên mình đầu vào là main luôn luôn là zin, chứ không có bán máy main qua sửa chữa rồi. Còn ví dụ như là cái bàn phím nó lỗi hay là theo năm tháng ngày tháng thì dùng lâu năm nó phải hỏng thì phải thay cái bàn phím mới, hoặc là pin nó chai pin rồi nó chỉ được có 5-10 phút thì mình phải thay cục pin khác vào, dùng pin mới vào. Đấy, còn riêng main thì các bạn yên tâm, main bên mình đầu vào là test rất kỹ luôn, là không mua những các cái dòng máy mà main đã qua sửa chữa, nên các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng máy của bên mình. Còn ngoài ra thì là máy bên mình mua bán là đều có bảo hành, thế các bạn hoàn toàn yên tâm. Các bạn ở xa đi chăng nữa, các bạn chỉ cần vào website của bên mình website là laptopcũrẻnhất.com, các bạn có thể vào đấy để tham khảo các mã sản phẩm, hoặc là các bạn có thể vào kênh YouTube của mình là laptop của bạn sẽ nhìn thấy các cái thông tin của bên mình nha. Thì các bạn chỉ cần gửi, các bạn chỉ nếu mà các bạn chẳng may mà máy có bị lỗi, các bạn chỉ cần chuyển ra bưu điện hoặc là qua các cái đơn vị giao vận như Giao Hàng Tiết Kiệm, Giao Hàng Nhanh hoặc là Việt Pháp, các bạn chuyển hàng, gửi hàng đến địa chỉ bên mình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm bảo hành cho các bạn. Thôi mình xin chào tạm biệt các bạn. Bạn nào có nhu cầu mua máy hoặc tư vấn thì các bạn inbox cho bên mình theo số điện thoại là 0934669689, Zalo cũng thế và Facebook cũng thế, mình tên là Cường nhá. Mình chào tạm biệt các bạn, xin cảm ơn các bạn nhá.